cuộc thi câu sò Bono các bạn ơi, và các bạn sẽ nhận được vé Bono miễn phí luôn. Và có hai cái cần để cho mọi người câu được nhiều sò bầu trời mà nhiều điểm nhất ha, đó là cái cần câu rùng rợn này và cái cần neon nha mọi người, một trong hai cái cần này thôi ha. Kết quả mini game ngày hôm qua là mình đã bán được 38.020 đồng tiền cá nha các bạn ơi, và bạn Bi Leo Tháp đã may mắn random chúng ha. Rồi tặng em một cái đôi giày của bò sữa luôn. Rồi bạn nào muốn nhận quà tháp vàng nữa thì đừng quên bình luận phía bên dưới nha. Và điều kiện là các bạn phải like video này và đăng ký kênh nha mọi người. Hai mọi người, mình Vũ Viking nè, thì mình đã hẹn tất cả mọi người trong nhóm là tham gia cùng lúc rồi ha. Rồi bây giờ chuẩn bị bắt đầu nha mọi người. Khi mà mình tắt đèn đi á thì các bạn sẽ tham gia cùng lúc à. Cơ may sẽ chung bảng rất là cao nha mọi người. Nghĩ là nếu mà đông như thế này chắc là sẽ chia thành hai bảng nha các bạn. Một nè, chuẩn bị bây giờ mình sẽ tắt cái đèn ở nhà mình là tín hiệu để cho mọi người tham gia nha. Rồi tắt đèn, tham gia. Thì các bạn tham gia sẽ mắc cho mình là 10 kim cương nha mọi người. Rồi mắc 10 kim cương rồi đó. Xem thử là có ai chung bảng với mình không nào. Khi mà chung bảng thì mọi người có thể dễ dàng là đồng hạng nhất ha, cũng như là thương lượng với nhau được nha mọi người. Trong sự kiện lần này á, ai sẽ câu được nhiều sò bầu trời nhất là sẽ chiến thắng nha mọi người. Thì một con sò là giá trị là 10 điểm, nếu một con sò vương miện là 20 điểm ha. Rồi có một số bạn chung bảng với mình rồi đó, với lại là bạn nào mà top 1 á thì được 5 cái vé bono luôn nha các bạn ơi, 100 kim cương cộng với lại là cái cúp sò vàng ha. Rồi chắc là bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi câu. Nếu như bạn nào chưa kịp tham gia nhóm của mình đợt 1 vào lúc 7:20 này nè, thì các bạn có thể là tham gia vào lúc 12 giờ trưa hoặc là 8 giờ tối nữa ha. Còn hai đợt để cho mọi người tham gia ha, và mình cũng sẽ ở trong nhà mình để làm tín hiệu cho mọi người tham gia chung. Rồi ra cái hội chỗ bono để câu nha các bạn ơi. Và đương nhiên là các bạn đã biết rồi, hôm qua mình có hướng dẫn rồi đấy, là các bạn câu bóng một nha, và lấy cho mình cái cần thường thôi cũng được. Với lại là có chỉ số vương miện thì càng tốt ha. Ở đây thì mình sẽ lấy cái cần búa đi, búa cho dễ câu nha mọi người, tại vì mình thích câu cần búa. Nếu mà các bạn không có cần búa thì có thể là câu những cái cần thường cũng được, tại vì cái sò này là sò thường các bạn, không phải là sò hiếm ha, cho nên là câu những cần thường thì bóng màu sẽ ra nhiều hơn ấy. Rồi ui, ủa lên top 2 hả? À trời ơi, các bạn nào câu nhanh dữ ta. Con sò bầu trời đầu tiên của mình nha mọi người, lên top 2 luôn. Yeah. Rồi nhả dí cho bạn nào nha, chưa lên sò thì nhớ câu 41 để lên sò bầu trời nha mọi người. Có những bạn 20 điểm đó kìa, mình 10 điểm. Các bạn thấy không? 5 bé bono nha mọi người, 100 kim cương nè, đã không? Và top 2 thì được 3 bé nha các bạn. Và các bạn đừng quên là điểm nhanh để nhận bé bono nha. Hôm nay nhận được 2 bé nè. Bây giờ thì mình sẽ đi mở thử coi thử là nhân phẩm ngày hôm nay như thế nào nha các bạn. Rồi nhân phẩm bóc thăm hộp đầu tiên. Á trời ơi, ra tủ sách rồi, xu rồi, ra ghế đẩu luôn. Trời ơi, nói chung là toàn nha các bạn ơi, toàn quá toàn luôn, ngày hôm nay quá đen các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái hộp này để lấy cái thuyền rồng đó. Cái thuyền rồng nó hiếm ghê đó mọi người, mình thấy một số bạn mở được xong phải là mình nhờ, tại vì cái thuyền này nó hiếm lắm nha các bạn. Trời ơi, hiếm lắm luôn á. Ôi mà nhưng mà trong cái hộp này có cục kim cương đỏ là hiếm nhất luôn, nhưng mà có bạn mở ra đấy, ảo thật sự luôn. Trong khi đó mình kiếm cái thuyền hoài không ra. Cái mũ này bữa giờ mình mở cái hộp đó cái mũ cũng chưa ra luôn nha các bạn. Trời ơi, thôi mình mở thử cái hộp dịch kiếm kim cương đỏ đi. Ngày hôm nay là mở hộp bono hơi đen nha. Bạn nào mở được gì nhớ để lại bình luận bên dưới nha, nhận dí cho mình với nha. Mình chưa ra cặn câu, ui vậy mình ạ, mình chưa ra cặn câu với lại là cái búa luôn các mọi người. Trời ơi đen ghê cái ạc này, hôm nay đen nha. Và ngày mai chúng ta sẽ có đạo kho báu mới nha, một bộ đồ vịt rất là dễ thương luôn các bạn ơi. Nhìn nó mochi thế nhờ, sao có cái mắt kính tròn tròn dễ thương vậy. Rồi nguyên cái bộ đồ, rồi cái đôi giày vịt đó nè các bạn. Thì hẹn các bạn vào ngày mai chúng ta còn đi đào nha, 4 giờ sáng nha các bạn ơi, bắt đầu 4 giờ sáng cho tới 4 giờ sáng ngày thứ hai luôn ha. Và tất nhiên là tuần đầu tiên sẽ có nhân hai cho mọi người, nếu mà đi đào thì nên đào vào tuần đầu tiên nha, qua tuần thứ hai thì tỷ lệ rương nó xuất hiện rất là khó luôn á. Rồi bây giờ thì mình sẽ mở thư của mọi người nha. Đây đầu tiên là bạn ui, tại cho mình lòng áp che luôn này. Ui chắc là mình sẽ nhận được bánh ú nhiều lắm luôn á, bạn nào mới đào lên cục kim cương kìa. Hôm qua thì mình cũng đào lên cục kim cương trắng các bạn, trời ơi trong comment hôm nay là nhiều kim cương lắm luôn á. Rồi cảm ơn co ba nha. Rồi cảm ơn mọi người, tất cả mọi người đã tặng quà cho mình nha. Bạn nào tặng quà cho mình nhớ bình luận phía bên dưới để mình thả tim cảm ơn nha. Wow, khối quá trời luôn, cái này về sắp khối cũng hơi bị nhiều luôn đó các bạn ơi.
Nếu bạn đang thiếu game để chơi, ở đây có kho game online cho các bạn mà không cần tải luôn. Game hay online.com nhé. Boop 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 bo